trend nào sẽ bay mùa uptrend 2024-2025? Bị gip không bị lỡ trend. Eric tin rằng cuối năm 2023 sẽ là thời điểm lý tưởng cho sự phục hồi của thị trường crypto. Trong tương lai, nếu lịch sử lặp lại, năm 2024 và 2025 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn bùng nổ của thị trường với xuất hiện nhiều xu hướng mới đầy tiềm năng. Điều đáng chú ý là có nhiều xu hướng mà ban đầu đa số mọi người đều bỏ qua. Tuy nhiên, nếu nhận thức được tiềm năng thực sự của chúng, đây có thể là cơ hội kiếm lợi nhuận khủng cho mọi nhà đầu tư. Vậy nên, ở video này, Eric muốn đưa ra cái nhìn tổng quan về các xu hướng mới của thị trường crypto, hy vọng sẽ giúp mọi người có được những lựa chọn đầu tư tiềm năng và mang về lợi nhuận cho năm 2024-2025. Nếu bạn là người mới đến với kênh Farm Trading, thì hãy dành ra ít giây cho mình xin một lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, mọi người có thể tham gia vào nhóm Telegram của Farm Trading để cập nhật các thông tin mới nhất từ thị trường và săn những kèo chất lượng từ admin Eric nhé. Còn bây giờ, mọi người hãy cùng theo dõi hết video này. Farm Trading. Nhìn lại những cột mốc lớn của cộng đồng crypto từ năm 2017 đến năm 2023, cuộc chơi crypto đã chứng kiến sự diễn biến của việc ICO, rồi đến mùa đông crypto, DeFi, NFT, cuộc chiến của Layer 1, GameFi, Move to Earn, Metaverse và hiện nay là sự bùng nổ của các Layer 2. Vậy nên câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là thị trường crypto sẽ đi theo xu hướng nào? Liệu diễn biến có giống năm 2017 và năm 2021 không? Giai đoạn 2017-2018 là thời điểm vỡ mộng sau cuộc chơi FOMO. Công nghệ chủ đạo là Proof of Work với sự chi phối bởi máy đào và thợ đào coin trên thị trường. Hình thức huy động, đầu tư tại thời điểm đó chủ yếu thông qua các dự án gọi vốn cộng đồng mạo hiểm ICO. Nhiều nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận khủng từ ICO và chơi theo hình thức đầu tư gọi vốn đa cấp, nhưng cũng nhiều người trắng tay từ hình thức này. Thời điểm đó đã xuất hiện nhiều dự án lừa đảo scam, không chỉ cá nhân các nhà đầu tư mà các quỹ cũng đều thua lỗ với cuộc chơi FOMO. Điển hình là đầu năm 2018, giới đầu tư crypto dường như chết lặng khi chứng kiến Bitcoin bốc hơi hơn 50% giá trị, lao dốc từ mức đỉnh gần 20.000 USD xuống dưới 10.000 USD. Sau hàng tháng trời, giá đồng tiền số vẫn chìm trong sắc đỏ và có những thời điểm chạm mốc 3.500 USD. Cú sải chân của Bitcoin được xem như vụ nổ bong bóng tài chính lớn nhất lúc bấy giờ. Hơn một năm sống trong mùa đông Bitcoin, không ít nhà đầu tư tin rằng ngày tan của thị trường tiền số có lẽ cũng đã đến. Tuy nhiên, sang giai đoạn 2019-2020 cũng chính là lúc thị trường tỉnh giấc. Trong giai đoạn này, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án mới, đặc biệt trong lĩnh vực DeFi. Cuộc chơi đã được giảm sốc, không còn hiệu ứng FOMO, quá trình gọi vốn ICO cũng đã giảm dần và chuyển dịch sang hình thức IEO, vân vân. Đến năm 2021 là bước chuyển mình quan trọng của thị trường crypto với công nghệ chủ đạo là Proof of Stake, với sự nổi bật của dự án Solana, đồng thời đặt dấu chấm hết cuộc chơi của những thợ đào coin truyền thống. Sau sự sôi động của Layer 1 là sự xuất hiện của cuộc chơi NFT, GameFi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong giai đoạn Covid-19. Thị trường crypto đã trải qua nhiều xu hướng độc đáo, từ DeFi, GameFi, NFT đến Metaverse. Những xu hướng này không chỉ xuất hiện mà còn phát triển, đặt đỉnh của sự phổ biến rồi dần lụi tàn để mở đường cho những xu hướng mới. Chuyển đến giai đoạn 2023-2025, đây không chỉ là một chu kỳ mới mà nó còn là kỷ nguyên mới trong sự phát triển của thị trường crypto và thị trường chung thế giới. Trong giai đoạn này, thị trường crypto và chứng khoán dự kiến sẽ tiếp tục có mối tương quan tích cực, tạo ra cơ hội lớn và khả năng sinh lời lên đến x100, thậm chí x1000 nếu nhà đầu tư chọn đúng thời điểm tham gia thị trường. Vậy các trend nào sẽ có tiềm năng bùng nổ trong những năm tới? Hãy cùng Eric tìm hiểu ở phần 2 của video nhé. Đầu tiên, theo như dự đoán của cá nhân Eric, thì Ethereum và Layer 2 sẽ là hai cái tên thống trị thị trường. Ethereum được ra mắt vào năm 2015 với mục đích là tạo ra một hệ sinh thái blockchain mạnh hơn so với Bitcoin bằng cách cho phép lập trình, xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung. Nền tảng này đã trở thành hệ sinh thái blockchain phổ biến và phát triển mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, việc mở rộng của Ethereum gặp sự cản trở, đặc biệt là khi số lượng giao dịch trên mạng lưới tăng lên. Để giải quyết vấn đề này, các giải pháp Layer 2 đã xuất hiện. Trong năm 2023, Ethereum đã đối mặt với những thay đổi quan trọng và sự cạnh tranh trong nội bộ của các giải pháp Layer 2, trở thành điểm chính thu hút sự chú ý của thị trường. Rất nhiều Layer 2 mới đã xuất hiện trong vài năm qua như Arbitrum, Optimism, Zekesin và Starnet là những giải pháp Layer 2 được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng vào thời điểm hiện tại. Hàng chục giải pháp và ý tưởng hiện đang ở các giai đoạn khác nhau của quá trình đầu tư và phát triển, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Dựa trên những gì đang diễn ra trong giai đoạn 2024-2025, dự kiến sẽ xuất hiện một loạt các giải pháp Layer 2 mới, chú trọng vào việc cung cấp ứng dụng cho lĩnh vực DeFi, NFT, GameFi và DAO, đồng thời sẽ mở rộng các ứng dụng phi tập trung đã tồn tại trên các nền tảng này, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội mới và tích cực cho cộng đồng blockchain. Bên cạnh đó, phân tích dữ liệu, dự báo tăng trưởng cho thị trường Metaverse trong vài năm tới là khá ấn tượng. Ở đây, chúng ta có thể thấy ước tính sơ bộ về quy mô thị trường vào năm 2030. Trung bình, con số này gấp 10 lần quy mô của toàn bộ thị trường crypto hiện tại. Điều quan trọng là dữ liệu này dựa trên các sáng kiến quan trọng mới liên tục xuất hiện,
Hơn nữa, theo Gartner, doanh thu toàn cầu của ngành Metaverse trong năm 2022 đạt 120 tỷ USD và dự báo sẽ đạt tới 5.000 tỷ USD vào năm 2030 với CAGR là 41,6% trong giai đoạn 2023-2030. Bên cạnh đó, Dubai đã đưa ra một chiến lược Metaverse sâu rộng, đặt mục tiêu cho 5 năm tới tăng gấp 5 lần số lượng các công ty blockchain và Metaverse, đồng thời trở thành khu vực số 1 trong nền kinh tế kỹ thuật số Metaverse. Qua đó, chúng ta cũng sẽ chứng kiến sự ra mắt của Metaverse từ các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, v.v. Tuy nhiên, mình tin rằng cuối cùng thì chỉ có một số ít sẽ sống sót được trong cuộc đua này. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của một số lượng lớn Metaverse trong đợt tăng giá tiếp theo. Ngoài ra, trong thời điểm hiện tại, xu hướng GameFi đang thu hút sự chú ý và đầu tư với mức kỷ lục. Các nhà phát triển trò chơi điện tử lớn trên thế giới cũng đang chuẩn bị các dự án và giải pháp của riêng họ trên blockchain, chẳng hạn như quan hệ đối tác của Graphon Ventures, nhà phát triển PUBG và Cosmos. Hơn nữa, GameFi còn là cửa ngõ quan trọng trong việc chuyển đổi người dùng đông đảo từ Web 2 sang Web 3. Trong đó, giới trẻ chiếm số đông với khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Hiện tại, GameFi chỉ chiếm một phần rất nhỏ của thị trường game, nên tiềm năng của GameFi trong tương lai rất lớn. Một cái tên khác không thể không nhắc đến trong thị trường sắp tới là NFT, bởi tiềm năng của công nghệ NFT phần lớn vẫn chưa được khai thác. Sự tăng trưởng đáng kể tiếp theo trên thị trường NFT có thể đến từ các thương hiệu nổi tiếng đã áp dụng NFT. Điển hình gần đây, thương hiệu thể thao lớn như là Nike đã mua lại công ty giày NFT và chính thức ra mắt bộ sưu tập NFT đầu tiên được xây dựng trên blockchain Ethereum. Hơn nữa, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển của công nghệ với sự ra đời của các tiêu chuẩn NFT mới, chẳng hạn như ERC-6551 và BRC-721E. Cùng với sự xuất hiện của thị trường cho vay NFT, việc mở rộng NFT sang nhiều mạng hơn với sự gia tăng của các dự án lớn như hệ sinh thái BAIC. Bên cạnh đó, các dự án DeFi dự kiến sẽ tăng đáng kể với các phiên bản mới của dịch vụ đa chuỗi và giao thức cho vay cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ chứng kiến các giao thức phi tập trung được tích hợp sâu hơn trên thị trường, cũng tương tác với tài sản thực, tạo nhiều cơ hội tiềm năng hơn cho thị trường crypto. Như mọi người cũng đã biết, thì AI, trí tuệ nhân tạo đã có mặt trong không gian crypto. Các dự án dựa trên AI cung cấp các dịch vụ cần thiết và mang đến nhiều tiềm năng cho mọi người, có thể sẽ đạt được mức tăng trưởng đáng kể trong đợt tăng giá tiếp theo. Chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án mới liên quan đến AI. Cách đây không lâu, mọi người đã chứng kiến sự phát triển tích cực của iGig, token của Singularinet, một nền tảng phi tập trung cho các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, nhiều dự án tương tự đã được triển khai. Đây là 6 xu hướng chính mà Eric dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ trong mùa uptrend 2024-2025. Ngoài ra, mọi người hãy theo dõi và cập nhật thường xuyên, vì rất có thể khi gần uptrend thì thị trường sẽ có những trend mới tăng rất là mạnh. Điều này cũng mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro. Do đó, quan trọng nhất là mọi người cần cẩn trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Vậy, cần chuẩn bị những gì để đầu tư thành công trong mùa uptrend sắp tới? Mọi người hãy theo dõi tiếp phần 3 nhé! Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay, nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Altcoin ở thị trường crypto hoặc thị trường Forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t.me/farmtradingchannel. Bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh Forex miễn phí và kênh VIP Crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới, mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót. Và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay. Dù các bạn là người mới tham gia thị trường crypto hay là những người cũ đã có kinh nghiệm trong các mùa uptrend, nhưng liệu mọi người đã biết cách tận dụng uptrend một cách hiệu quả để đầu tư mang về nhiều lợi nhuận trong crypto hay chưa? Vậy nên hy vọng rằng những điều Eric sắp chia sẻ sau đây có thể giúp mọi người chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mùa uptrend và có được những kế hoạch đầu tư bùng nổ. Khi bước vào giai đoạn uptrend thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đổ vào thị trường rất nhiều, kèm với đó là sự tăng trưởng mạnh của các đồng coin hoặc token. Vậy cần chuẩn bị những gì để có một tâm lý sẵn sàng nhất khi thị trường đang bước vào giai đoạn uptrend? Theo góc nhìn của mình, kiến thức là gốc rễ của mọi vấn đề trong cuộc sống nói chung và thị trường crypto nói riêng. Vậy nên, đầu tiên, để chuẩn bị tốt cho mùa uptrend 2024-2025, việc nắm vững kiến thức là cực kỳ quan trọng. Không chỉ là hiểu biết về blockchain và các khái niệm cơ bản, mà còn là sự nhận thức về những dự án có ứng dụng thực tiễn và tiềm năng lâu dài. Bên cạnh đó, bạn cũng cần xác định rõ mục tiêu đầu tư của mình là kiếm lời ngắn hạn từ biến động giá hay tập trung vào đầu tư dài hạn. Nếu bạn định hướng đầu tư ngắn hạn, việc hiểu biết về phân tích kỹ thuật và theo dõi xu hướng thị trường là quan trọng nhất. Tuy nhiên, không thể phớt lờ đi việc quản lý rủi ro và sẵn sàng đối mặt với những biến động không lường trước, đồng thời luôn cập nhật các thông tin thị trường để đưa ra quyết định linh hoạt. Ngoài ra, việc định rõ kỳ vọng và lên kế hoạch cũng cực kỳ cần thiết trong mùa uptrend.
Bởi vì khi đạt được mức tăng trưởng mong muốn, quyết định chốt lời và tối ưu hóa vùng giá thấp hơn là bước quan trọng. Xác định chiến lược cắt lỗ và chấp nhận mức rủi ro là chìa khóa để duy trì ổn định trong đầu tư. Điều quan trọng thứ tư là chuẩn bị vốn. Hãy nhớ rằng số tiền này chỉ dành cho mục đích đầu tư và không liên quan đến các nhu cầu khác. Việc tích lũy vốn đòi hỏi thời gian và nếu bạn có một lượng vốn đủ lớn, bạn có thể tránh được tình trạng khi giá đồng coin giảm xuống vùng có thể mua được, nhưng bạn lại không có đủ tiền để tận dụng cơ hội này và dẫn đến những quyết định không chính xác. Hơn nữa, trong quá trình phân bổ vốn, hãy quyết định tỷ lệ vốn cho mỗi đồng coin, bởi vì việc đặt quá nhiều vốn vào một đồng coin có thể tăng rủi ro. Do đó, nên phân chia đều vốn vào các lựa chọn có tiềm năng khác nhau. Thứ năm là học cách chốt lời. Nghe có vẻ dễ nhưng với kinh nghiệm đầu tư nhiều năm của mình, việc chuyển lời vào tài khoản ngân hàng lại không dễ dàng như vậy. Trong uptrend, tâm lý của chúng ta đều rất hưng phấn và hay có xu hướng cuốn theo thị trường. Bạn kiếm lời được từ coin A, sau đó lại tái đầu tư vào coin B với hy vọng lời sẽ đẻ ra lời ngay ở trong uptrend. Để rồi bạn bị cuốn vào vòng xoáy đó lúc nào không hay. Chỉ cần thị trường biến động mạnh, bạn có thể sẽ mất hết. Vậy nếu đã kiếm được lời sau bao ngày tháng chờ đợi, hãy cân nhắc kỹ về việc sử dụng số lời đó đem đi tái đầu tư vào các đồng coin, dự án khác. Nên nhớ tiền khi nào ở ngân hàng thì mới thực sự là tiền của bạn. Một điều đặc biệt lưu ý là đừng quá tin vào bất kỳ dự án nào. Một dự án có tốt đến bao nhiêu cũng có thể sụp đổ trong thị trường này. Chúng ta đã chứng kiến FTX rồi Luna lần lượt về cắt bụi trong chu kỳ trước. Nên nhớ hai dự án vừa kể tên được đánh giá rất cao về tiềm năng chứ không phải là coi rác. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, cả hai đã chính thức thất bại vì các lý do khác nhau. Vậy nên bạn đừng đặt niềm tin vào dự án quá mức. Hãy phân bổ vốn thật tốt, kể cả với những đồng coin top ở trên thị trường. Đây là một chìa khóa sẽ giúp các bạn sớm đạt đến thành công ở trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu bạn thấy thích thú với nội dung này, đừng ngần ngại cho Farm Trading một nút like nhé. Bên cạnh đó thì mọi người hãy để lại bình luận dự đoán xem trend nào sẽ bùng nổ trong mùa uptrend 2023-2025 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.